to luôn. Ờ, ông máu chiên mà bằng tới ông 5 xe là hơn. Xem rồi nha. Người ta đỡ nó khuôn cho vậy sao ạ? Em không biết nữa cô. Cứ từ cao. À đúng không? Thấy nó hơi tặng tặng chứ. To nhưng mà người ta hạ đỡ rất nhiều. Trên kia là to nhất. Trên rừng nha. Cái này bự vậy. Ôi trời. Cái này là to nhất luôn. Cô và bạn lớp trưởng nha các bạn. Lên
Ôi. Như là núi vậy chứ. Đây là cuối cùng rồi. Quay quay cảnh mình riêng anh ơi. Quay nãy giờ cô. Quay nãy giờ cô. Ngon. Tao biết lấy bánh đây nữa. Tiếp bánh thứ hai nha mọi người. Ngon. Cho nhận xếp lời review một ít về món ăn ở chùa đây, chùa làng ấy, chùa làng đây coi như là cơm cũng ngon và canh chua cũng tuyệt vời luôn, coi như là bánh trưng bánh tét cũng đặc điểm, coi như là quá thịt ngon. Gọi là cái bánh bánh tây ở chùa, gọi là bánh gì đó ở Phú Hòa là bánh tây, rất là ngon. Còn đây là bánh tét da gai rất là ngon nha. Món nào cũng ngon nha các bạn. Nước chấm cũng được. Dạ dạ nước chấm. Lần đầu tới chùa Bảo Sơn, lớp trưởng cảm thấy như thế nào ạ? À, đây rất là đông người, rất là đông người. Ở đây tuy không gian chật hẹp nhưng không khí của mọi người tới đây chung vui đến đây rất là đông vui. Bởi vậy hàng năm 22 tháng Giêng mọi người có dịp về chùa Bảo Sơn ở tại vùng bảy An Định, huyện Tiên, tỉnh Phú Yên để chung vui các bạn cùng mọi người. Cơm lạc ngon không? Cơm ở đây rất là ngon, rất là đầy đủ các món ăn. Thế nên tới đây để thưởng thức. Sẵn là đặc biệt khi theo dõi kênh mình, các bạn nhớ like, đăng ký kênh, bấm nút chuông theo dõi để theo dõi kênh của mình nha. Thân mến, xin chào và tạm biệt.